Hello, xin chào tất cả mọi người. Thay mặt cho kênh Sản vật vùng cao, hôm nay em sẽ quay cho mọi người hai cái siêu phẩm của nhà em đây. Như mọi người cũng đã biết là cái hàng nghiến đá Thanh Hóa, nghiến Tây Bắc như thế nào. Trong các video trước thì nhà em cũng có phân tích rồi. Thì hôm nay em quay cho mọi người xem hai cái siêu phẩm thớt nghiến mật 45 của nhà em cho mọi người xem ạ. Thật sự là rất là đẹp luôn. Về được một đôi thớt nghiến mật 45 ạ. Mọi người nhìn cái vòng vân của nó. Cái này không không rất nó rất là lì. Rất là đẹp luôn mọi người nhá. Những ai mà đã từng lấy nghiến mật bên nhà mình rồi thì mọi người chắc chắn mọi người sẽ biết cái cảm giác sờ vào nó thích nó như thế nào. Nó lì, nó nhắn, rất là thích luôn mọi người nhá. Ok, anh em nào có nhu cầu hoặc là kết em ấy thì là liên hệ với bên nhà mình nhá. Nhanh tay không là lại không còn đâu ạ. À.